Hướng Hữu xin có câu chuyện như thế này nè, là không biết là tại vì cái cô á, cô nói là cô chưa bao giờ đi nghe nhạc, nhưng mà cô nghe kể chuyện không à, thì xin phép cô Tuấn Vũ sẽ kể một câu chuyện như thế này nè. Cái thằng nhỏ đi, thằng lớn nó đi, không phải nhỏ cũng lớn, đi chơi về nửa khuya rồi, má nó đánh quá trời luôn. Má nói mày vậy, mày là đủ thiếu lắm, mày không bao giờ mày lo chuyện về nhà chứ. Thì ngày hôm sau nó dọn đồ, thì hai ông bà đang ngồi ăn vậy, thì bà mới nói rằng là con kia lại chỉ dạy nó đi, hư quá mà. Thì ổng lại hỏi mày tại sao mày xách đồ đi vậy. Thì nó nói con không biết nữa, má hôm qua lâu lâu con đi chơi rồi, má la con, má quýnh con, má nói con đồ bất hiếu. Ba lại nói đúng, má mày đúng, lại tao biểu mày đúng đồ bất hiếu thiệt á, tại sao mày đi mày không rủ tao vậy. Dạ.